Cô bé thế nào rồi? Cô ổn không? Đã ăn uống gì chưa vậy? Hả? Tôi không có nhiệm vụ phải chăm sóc cho nó. Tôi khuyên anh hãy tỉnh táo, nghe theo lời khuyên của bà chủ. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, nếu không anh sẽ là người hối hận, và công sức của chúng ta xem như hủy hoại đó. Đủ rồi, cô đã hứa giúp tôi lần này mà. Đừng ngăn cản, dù có chết tôi không để ai làm hại tới cô bé đâu. Chuyện của Phen coi như đã ổn. Không biết Kim Cương có tin lời tên giám thị giả gọi đến để chứng minh vụ Ruby mất tích hay không. Ruby à, em đừng có phản kháng như vậy. Tôi sẽ mở trói để em có thể ăn cơm mà. Nhưng mà phải hứa với tôi, tuyệt đối không được bỏ chạy. Nói với anh rồi là anh phải ra tay trừ khử nó. Đừng để tôi phải làm chuyện này. Tôi sẽ không để anh vì chị em nó mà hủy hoại tương lai của mình đâu. Tôi ngay khi văn phòng luật sư đi vào hoạt động, chúng ta phải làm sao hợp thức hóa toàn bộ số giao dịch của công ty trong thời gian vừa qua. Các nguồn tiền phải chứng minh được hết. Cậu hiểu chứ? Dạ, con hiểu rồi thưa chú. Hồ sơ theo ý chú con đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Thưa chú, con chuyên dẹp sông bạc ở ngoài Vũng Tàu. Mọi người ngoài đó vẫn còn cứng đầu. Con nghĩ là chúng ta nên dùng vũ lực thì mới dạy cho bọn chúng một bài học được. Cứ làm vậy đi. Lúc cần mềm thì chúng ta phải mềm mại, nhưng lúc cần vũ lực để áp đảo chúng nó thì không thể chối từ. Nếu không, bọn chúng sẽ càng ngày càng to gan lớn mật. Nhất là sau khi tin tức con gái của tôi bị bắt cóc lan truyền ra ngoài, ắt có kẻ càng lúc càng xem thường tổ chức của bố già này. Dạ. Em biết anh không có thể nào ngăn cản được ba em, nhưng em xin anh hãy khuyên ba em từ từ tránh xa khỏi con đường lạc lối. Thưa chú, con nghĩ tạm thời chúng ta nên dồn hết sức mình vào chuyện kinh doanh. Hoạt động làm ăn phi pháp từ từ thu hẹp lại và tránh xa các tổ chức bài bạc, như vậy là tốt nhất thưa chú. Chị Nam, mày nói gì vậy? Mày bị điên hả? Chú à, chắc chị Nam mới về hơi mệt, để con đưa chị Nam về nha. Nam, cậu Vĩnh Năng nói đúng. Tôi cũng đang suy nghĩ nhiều về cái chuyện đó. Nhưng làm gì cũng cần phải có thời gian, không thể nào gấp được Vĩnh Năng à. Nhưng mà chú... Không, không cần nói nữa. Dương Dũng tập trung hết sức mình để đàm phán hợp đồng xây dựng trung tâm massage giải trí cho tụi nước ngoài trước đi. Còn chuyện ở sòng bài,
tôi sẽ tìm giải pháp thích hợp rồi bàn với cậu. Dạ. Kim Cương. Anh, em chờ anh từ sáng tới giờ. Nghe bà nói tối hôm qua anh làm việc khuya nên là anh ở lại hả? Nói ra thiệt xấu hổ. Nói là làm cả đêm, bà cứ tới 3-4 giờ sáng là mắt mở hết lên à. Anh vẫn còn mệt mà. Thời gian qua anh cũng đâu có ở không. Ngoài việc công ty ra, anh còn kiêm thêm nghề tay trái là đi giải cứu người bị bắt cóc. À, sáng nay anh không cần tới công ty, em đã xin ba rồi. Anh sẽ đi với em tới một nơi. Đi cùng với em hả? Ừ. Hay nói đúng hơn đó là anh sẽ làm vệ sĩ cho em. Nhưng mà đây là nhiệm vụ của Dương Dũng mà. Nếu cậu ấy biết thì... Anh đừng có lo. Em hứa là sẽ giữ bí mật để anh khỏi bị than phiền. Làm ơn đi mà. Không có anh á, bà không có chịu cho em ra ngoài đâu. Thôi được rồi. Mẹ, con tới thăm mẹ nè. Lâu rồi con gái không tới đây, chắc mẹ buồn lắm. Mẹ đừng giận con nha. Anh chào mẹ em đi. Đây là lần đầu tiên em dẫn bạn đến cho mẹ xem mặt. Có mấy lần em muốn đưa Kim Uyên tới thăm mẹ, nhưng nhiều chuyện xảy ra nên chưa đi được. Có lẽ mẹ cũng rất nhớ em. Anh thấy không, mắt mẹ em rất buồn. Nếu mà em nói trước với anh đó, thì anh sẽ ghé mua một bó hoa. Lần đầu gặp mặt phải có cái gì đó làm quà chứ. Không cần đâu. Chỉ cần là bạn của em, em biết mẹ sẽ rất vui rồi. Anh biết không, từ lúc mẹ vào đây, chỉ có em là người tới lui thăm viếng. Suốt mười mấy năm, có lẽ mẹ em cũng rất nhớ ba. Trong suốt mười mấy năm mà, tại sao vậy? Vì ba quá thương mẹ em nên bà không dám đối diện với chuyện mẹ em đã mất. Anh biết không, ba em luôn cho rằng vì lỗi lầm của ba nên mẹ em mới mất. Dù đó là sự thật, nhưng em biết mẹ em cũng đã tha thứ cho ba. Bởi vì mẹ em là một người có trái tim vô cùng nhân hậu. Ba em rất hay ngắm hình của mẹ, nhưng đối diện với tro cốt thì không. Dù em biết có nhiều lần ba đến đây rồi lại quay về, không đủ can đảm để nhìn hũ tro cốt của mẹ. Anh xin lỗi vì đã gợi lại ký ức đau buồn của em, nhưng anh rất là tò mò lý do. Để sau đi anh, để một lúc nào đó em sẽ nói cho anh biết. Anh An, anh có biết em ước mơ điều gì không? Không. Em có thể nói cho anh nghe được không? Phần lớn các cô gái đều coi ba mình là mẫu đàn ông lý tưởng, nhưng riêng em thì em thà lấy một người hết sức bình thường để không ám ảnh vì những việc người đó đã làm, cho đến khi mình nhắm mắt rồi cũng không hiểu người đó đã làm gì. Kim Cương à, em đừng bi quan quá. Không giống em cũng mọi ngày một chút nào, có đúng không? Ba em cũng nói em như vậy á. Ba muốn em là người vui tươi, không có một chút phiền muộn nào hết á.
Thôi trễ rồi, mình về đi. Ừ, mình về. Kim Cương, em bị sao vậy? Em không sao, không sao hết. Nè, Kim Cương, Kim Cương, em sao vậy? Kim Cương, Kim Cương, con không sao chứ? Kim Cương, bác sĩ nói sao rồi? Kim Cương do mệt mỏi quá nên mới bị ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi, chắc sẽ không sao đâu. Chú đừng có lo quá. Chú à, con xin phép về. Chuyện công ty ngày mai con sẽ lên giải quyết. Nếu Kim Cương còn mệt thì chú cứ ở nhà, không cần tới công ty cũng được mà. Giao cho cậu và Dương Dũng lo vậy. Tôi ở lại với nó một lát, để nó tỉnh tỉnh rồi tôi mới nghỉ được. Dạ, con xin phép chú. Mẹ. Hả? Mẹ. Kim Cương. Mẹ đừng bỏ con. Kim Cương. Em còn sống hả? Tại sao em lại ở đây? Em chưa bao giờ rời xa anh và con cả. Em vẫn dõi theo bước của hai cha con cho đến hết cuộc đời này. Em về nhà với anh đi. Anh đã biết lỗi rồi, anh hối hận lắm. Cũng tại vì anh mà em phải ra đi. Cũng vì anh mà Kim Cương phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Về với anh đi, về với con đi được không? Anh đã một lần mất em vì những sai lầm do mình gây ra. Tại sao anh còn tiếp tục sai? Chẳng lẽ anh muốn mất luôn con gái mình hay sao? Không, không. Lương Mi, dù có chết anh cũng phải bảo vệ Kim Cương. Anh không bao giờ để cho con gái của mình phải gặp nguy hiểm. Dừng lại đi anh, trước khi quá muộn. Đó là cách duy nhất để anh có thể bảo vệ con mình. Em giao Kim Cương cho anh. Nắm chặt tay con,
đừng để nó rời xa anh nha. Lương My, Lương My, Vinh Anh, hôm qua mày ngủ nhà chú Thiết đúng không? Sao giờ này chú Thiết chưa đi làm? Tao quên báo với mày, Kim Cương bị ngất xỉu, cho nên là chú Thiết chưa tới làm. Cái gì? Kim Cương bị ngất? Rồi cô ấy có sao không? Bác sĩ nói là cô ấy bị kiệt sức. Tao nghĩ là cô ấy chịu đựng bọn bắt cóc mấy ngày, ăn uống không đầy đủ, giống hệt Ruby trước kia. Không nguy hiểm gì, nhưng mà cũng cần có thời gian để tĩnh dưỡng. Thông thường thì những chuyện này chú Thiết hay gọi điện cho tao, nhưng mà bây giờ tao phải hỏi mày thì mới biết thông tin. Đúng là đặc biệt thật ha. Tao tình cờ biết chuyện cho nên kể đầy đủ cho mày nghe. Nếu mày còn nghi ngờ tao á thì lần sau tự tìm hiểu đi. Tao chỉ nói giỡn thôi mà, có gì đâu. Mày báo với phòng nhân sự, hôm nay tao xin nghỉ nửa buổi đi lo công chuyện nha. Ủa, Kim Cương, em chưa khỏe mà, sao không lên lầu nghỉ ngơi đi? Đi, anh đưa lên. Không, anh làm gì vậy? Chuyện của em tự cân nhắc. Anh có gọi điện hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói là em chỉ cần uống sữa, uống thuốc, nghỉ ngơi điều độ là sẽ mau khỏe lại thôi. Ủa, bây giờ hơn 11 giờ rồi, em ra ngoài làm gì vậy? Nằm lì ở trong phòng buồn quá à. Em muốn đi ra ngoài một chút. Anh tới đưa em đi phải không? Anh đưa em đi á hả? Ừ. Bộ em muốn chú Thiết cẩu đầu trỏng anh sao? Thôi mà, coi như em năn nỉ anh đi. Hôm nay là thứ bảy rồi, Ruby đến ngày ra khỏi trường nội trú. Em muốn tới đó rước nó, sau đó về nhà nghỉ ngơi, có được không anh? Hãy đến đón Ruby cho. Anh có mua mấy món mà em thích nè. Nè, ăn đi. Ăn đi, ăn trộn thuốc cho mau khỏe lại. Em không có muốn. Anh không cho em đi thì thôi, em sẽ tự đi xe buýt. Ai biểu anh tới anh thăm em làm gì? Em đâu có cần mấy thứ này. Nè Kim Cương à, nhưng mà em có hỏi chú Thiết chưa? Chú Thiết có cho em đi không? Em đi qua phòng ba, nhưng mà chắc ba đi ra ngoài rồi. Từ đây tới trường Ruby gần lắm, chạy xe có 15 phút à. Đón nó xong quay về là lúc đó chưa chắc ba về nữa. Biết là như vậy, nhưng mà em gái em ở trường nội trú mấy ngày rồi, anh cũng biết á, là em nhớ nó tới cỡ nào. Mỗi lần em bệnh, em cần có người ở bên cạnh. Không có Ruby, em không có ngủ được. Anh biết như vậy mà anh không có chịu giúp em hả? Anh Dũng năn nỉ mà. Thôi được rồi, em lên thay đồ đi, rồi anh đưa em đi. Anh ra xe chờ nha. Anh á là anh trai chiều chuộng em gái nhất. Cảm ơn anh hai. Anh hai cái gì mà anh hai? Ai mà chịu làm anh hai của em? Anh vô luôn đi. Em định vô để làm thủ tục cho Ruby không ở nội trú nữa. Anh chờ ở ngoài này chắc là chờ hơi lâu á. Ok,
Hồng Ngọc đã nghỉ học cả tuần nay rồi. Cô nói sao? Em tôi đã nghỉ cả tuần nay hả? Ừ, phải. Nhà trường cũng đã tìm đủ mọi cách để liên lạc, nhưng lần nào gọi về nhà cũng không được tiếp chuyện. Chúng tôi cũng đã gọi trực tiếp cho bà Hà Băng, là mẹ của em Hồng Ngọc. Thì bà nói chuyện Hồng Ngọc nghỉ học không phải thuộc trách nhiệm của bà. Cái gì? Nhà trường cũng đành chịu thôi. Thật là vô lý. Rõ ràng đầu tuần có người đã gọi điện tới gặp tôi, nói là Ruby cần phải ôn thi cho nên là ở lại trường. Tại sao lại có chuyện là em tôi không tới trường chứ? Rất tiếc tới thời gian này chúng tôi mới biết được thông tin của em Hồng Ngọc. Nếu vậy mấy ngày qua em gái tôi đã làm gì? Nó đã đi đâu chứ? Ruby là học sinh thuộc trách nhiệm quản lý của nhà trường. Bây giờ cô ấy mất tích, cô nói vô can là sao? Sao không có trách nhiệm gì hết vậy? Thật tình á, thì chúng tôi cũng đã tìm cách liên lạc nhiều lần, nhưng người đứng tên giám hộ của em á, là bà Hà Băng, đã từ chối hợp tác. Chúng tôi thực sự là rất khó khăn. Cô! Thôi mà, không phải lỗi của họ đâu. Vấn đề là Ruby đang ở đâu? Nó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao suốt một tuần qua không liên lạc được cơ chứ? Em bình tĩnh lại đi. Ruby à. Nếu Ruby bị bắt cóc thì bọn chúng sẽ không bỏ qua cơ hội gây áp lực với ba em đâu. Anh nghĩ Ruby rất có thể tự ý trốn ra ngoài để tìm em. Tìm em? Em nhớ lại coi, cái ngày mà Ruby trốn đi cũng là lúc em bị bọn bắt cóc giam giữ chưa về nhà. Anh sẽ báo chuyện này với chú Thiết, rồi chúng ta sẽ đi tìm Ruby gấp. Không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Trời ơi. Bây giờ giữ con bé ở lại đây cũng không phải là giải pháp tốt đâu, vì bà chủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Phen à, cô hãy giúp tôi tìm một phương pháp nào đó toàn diện nhất, không gây tổn hại tới người vô tội có được không? Anh muốn tôi giúp anh nhưng lại không đồng ý cách làm của tôi. Vậy thì tôi có cách làm nào khác tốt hơn đâu? Nếu như để con bé mang hộ chiếu giả đi đường bộ sang Thái Lan, sợ là cả đời cũng không thể nào đoàn tụ với gia đình. Nó chỉ là một con bé yếu đuối thôi. Sống bằng cách nào đây hả Phen? Hả? Vậy anh có biết khi tôi bị gia đình bỏ rơi, tuổi tôi chỉ bằng một nửa con bé này không? Cách duy nhất là sử dụng hộ chiếu này. Anh hãy đưa con bé tới địa điểm, tôi sẽ cho người chờ sẵn ở đó. Họ sẽ tìm cách vận chuyển con bé sang Thái Lan an toàn, rồi bỏ nó ở một bến nào đó. Không được. Đừng nói không được với tôi. Tôi chỉ có thể giúp được tới vậy. Làm được hay không thì tùy. Tôi tuyệt đối không ép. Kim Cương à. Ruby à, em đang ở đâu? Trời ơi, tại sao lại như vậy? Chị là người chị không tốt mà. Em mất tích cả tuần đây mà chị không hề hay biết gì hết. Chị thật có lỗi với em. Kim Cương à, em bình tĩnh lại đi. Anh nhất định sẽ mang Ruby về để cho em. Hà Băng, bà đã giấu em gái của tôi ở đâu? Tôi phải bắt bà trả giá. Kim Cương cô à. Hai, cô Hai. Kim Cương, buông em ra. Cô Hai có chuyện gì vậy? Kêu bà chủ ra đây cho tôi. Dạ, bà chủ vừa đi ra ngoài rồi, không có ai ở nhà. Phải rồi, em phải gọi cho ba.
Em phải báo cho bà biết mới được. Trời ơi, tại sao ba không chịu nghe máy mà lại tắt máy nữa? Có khi nào ba cũng nghe lời bà ta, cũng muốn bỏ rơi em Ruby có đúng không? Kim Cương à, em bình tĩnh lại đi. Chắc có thể là chú Thiết đang bận công chuyện gì đó. Em yên tâm đi, chuyện này cứ để cho anh điều tra. Rồi anh mang Ruby về cho em nha. Em sẽ tự đi tìm em gái em. Anh đi về đi. Lúc này em không muốn nói chuyện với ai hết á. Kim Cương à, Kim Cương. Cô Hai, cô Hai. Tôi sẽ chuẩn bị một ít đồ đạc. Khi quay về, tôi sẽ đón nó đi ngay. Cô hãy đánh thức nó dậy, thuyết phục nó một chút gì là tốt nhất. Ăn đi. Thả tôi ra đi mà. Tôi muốn về nhà. Thả tôi ra đi chị. Im miệng đi. Đã vào đây rồi á thì đừng hòng thoát ra ngoài. Ồn ào á chỉ có con đường chết mà thôi. Ăn đi, không còn nhiều cơ hội nữa đâu. Chị định làm gì tôi? Bà tôi sẽ không tha cho các người đâu. Không là tôi la lên á. Vô ích thôi. Phòng này được cách âm rất tốt. Cô có la lên cũng không ai tới cứu cô đâu. Ăn đi, cơ hội cuối cùng rồi đó. Đứng lại. Gì bác? Đứng lại. Còn khốn, ngay cả cô cũng dám phản bội lại tôi hả? Có đúng hay không? Anh Cao Bằng, anh có ở trong đó không? Anh ra đây đi, em cần anh giúp. Anh Cao Bằng, anh trả lời em đi. Anh có biết Ruby đang ở đâu không? Em xin anh hãy đi cứu Ruby đi. Anh Cao Bằng, Cao Bằng, Cao Bằng, Cao Bằng. Ruby bị mất cả tuần này, không ai biết nó đi đâu hết. Ruby nó rất là thương anh, nhưng nó bỏ đi thì chắc chắn người đầu tiên mà nó liên lạc sẽ là anh. Cậu bạn ơi, anh đang ở đâu vậy? Anh giúp em đi. Cậu bạn, anh đang ở đâu? Thank you.
chưa bao giờ từ bỏ em. Vậy tại sao, tại sao anh không dám đối diện với tình cảm của mình chứ? Ruby nó đã biết rõ mọi bí mật của chúng ta, nên nếu nó quay về được biệt thự và nói với bố già Thiết chuyện này, thì mẹ con tôi không thể nào sống sót quay về Hồng Kông. Cô đang tiếp tay với Cao Bằng giết chết mẹ con tôi. Cô muốn hủy diệt giọt máu duy nhất công chủ, có đúng hay không? Tôi không có ý đó. Được, vậy thì cô chứng minh đi. Cả con bé kia lẫn Cao Bằng, cô đem chúng về đây giết chết trước mặt tôi. Nếu không, lập tức chuyện này sẽ tới tai ông chủ. Cô nhắm cô gánh trách nhiệm nổi hay không? Cô đi đi. Tôi cho cô thời gian trong vòng 2 tiếng. Cả con bé kia lẫn Cao Bằng đều không được sống. Đi mau. Tôi nhận lệnh. Phải cho Chu Sang Hen biết hết mọi chuyện mới được. Đi lại gần tôi. Ruby à, Ruby à, đi lại gần tôi. Đi lại gần tôi. Không sao đâu. Thả tôi ra. Ruby. Cao Bằng, đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã dặn cô phải cẩn thận mà Phen. Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp anh được nữa rồi. Giờ tôi phải đưa con bé này về giao cho bà chủ. Không được. Anh tỉnh táo lại đi Cao Bằng. Chỉ có cách giao nó cho bà chủ thì anh mới có cơ hội sống sót. Nếu như chuyện này tới tay ông chủ, hậu quả thảm khốc như thế nào anh thừa hiểu mà. Nếu như bây giờ giao con bé này cho bà chủ, con bé chắc chắn sẽ không an toàn. Tôi đã hứa là bảo vệ cho cô bé, cho nên tôi không thể giao nó cho cô. Anh biết rồi, anh không giao con bé cho tôi cũng không được. Số phận con bé đã ngắn ngủi như vậy rồi, anh phải chấp nhận đi. Phan à, nếu bà chủ đã biết Ruby còn sống, tôi sẽ đem nó về nhà. Anh điên rồi hả? Đây là cách duy nhất và vô cùng chính đáng. Hậu quả của chuyện này tôi sẽ gánh chịu. Tôi hứa sẽ không để liên lụy tới cô. Cao Bằng, anh... Vậy được rồi. Xe đi.
Số chứng từ khống này con đã làm theo ý chú. Tuy nhiên hiện giờ bên phía kiểm toán vẫn chưa có phát hiện ra, và chắc chắn là sẽ không bao giờ phát hiện ra. Nhưng mà con nghĩ là với số vốn khá lớn của công ty, chuyện vận chuyển hàng quốc cấm tạm thời không nên tiếp tục. Chúng ta nên chuyển sang hướng hoạt động hợp pháp, như vậy sẽ có lợi hơn cho công ty. Tôi cũng đã từng nghĩ tới cái chuyện này, nhưng có điều cậu không hiểu. Có câu thân đã vào giang hồ thì rất khó bước chân ra. Tôi chỉ sợ... Con biết là chú đang lo lắng điều gì. Chúng ta không phải là nói một câu có thể chấm dứt tất cả, nhưng mà chúng ta có thể thu hẹp những chuyến hàng đáng nghi ngờ lại. Điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của công ty. Chú thấy thế nào hả chú? Vô đi. Chú à, chú, Kim Cương. Kim Cương. Kim Cương sao? Kim Cương xảy ra chuyện gì? Con chở Kim Cương tới trường đón Ruby, nhưng mà giáo viên trong trường nói là cả tuần nay Ruby không tới trường học. Cái gì? Nó không đi học, vậy nó đi đâu? Cô ba có thể đi đâu được chứ? Cô ba đang tuổi mới lớn, làm sao có thể lang thang ở đâu ngoài đường suốt một tuần được? Kim Cương đã đi tìm khắp nơi, nhưng mà không có một chút tin tức nào cả. Con sợ là Kim Cương vì em gái của mình mà làm chuyện dại dột. Chú à, hay chú về nhà xem xét tình hình cô sao? Chuyện vừa rồi tôi sẽ bàn sao. Chúng ta đi. Dạ. Kim Cương, Kim Cương. Ba. Ruby đã xảy ra chuyện gì vậy con? Ba, ba cho người tìm em con đi ba. Con cũng không biết nữa. Gần một tuần nay trường học gọi về nhà, nhưng mà không có ai nghe máy hết. Họ có liên lạc với dì Băng, nhưng mà dì nói là dì không có trách nhiệm gì với Ruby hết. Không có trách nhiệm là sao chứ? Ngay từ đầu dì đã rất ghét Ruby rồi. Con chỉ cầu mong em con được bình yên khỏe mạnh. Nếu không con cũng biết phải làm sao nữa. Kim Cương, con yên tâm đi, ba sẽ tìm Ruby về cho con. Ba là ba của nó mà. Không lẽ em con mất tích mà ba không lo lắng? Chào cậu, chào cô ba. Tôi cho em một con đường sống, nhưng em phải hứa với tôi một chuyện. Có làm được không? Em hứa. Tuyệt đối không được nói ra chuyện gì hết. Chuyện tối hôm đó quên đi, có được không? Em hứa là sẽ không tiết lộ gì hết. Em không có biết gì hết, em không có thấy gì hết đó. Cho dù sau này Thạch Anh có hỗn hào với em, em cũng không thể vì tức giận mà nói ra chuyện vừa rồi. Nếu không, tôi sẽ không đảm bảo em an toàn thêm một lần nữa đâu. Em biết rồi, em hứa mà. Nhưng mà anh Bằng ơi, giờ anh đưa em về nhà như vậy á, anh có bị làm sao không? Rồi lỡ như dì Hà Băng biết anh thả em ra, dì sẽ giết anh á. Ruby không có muốn anh phải chết. Nếu như mà dì Hà Băng không muốn nhìn thấy Ruby trong nhà nữa, con đồng ý ra nước ngoài du học. Cả hai chị em con sẽ cùng đi, để cho ba ở đây hạnh phúc bên dì Băng. Có được không ba? Ba nói gì hả Băng, trả em gái con lại cho con đi ba. Kim Cương, không phải tại vì Hà Băng giấu em con đâu. Không phải như vậy. Con không biết. Bằng bỏ giá Ruby mới còn sống. Con bằng lòng bỏ hết tất cả, con chỉ cần em gái con quay về thôi. Con và Ruby sẽ đi Ý,
hai đứa con sẽ không trở thành cái gai trong mắt người khác nữa. Kim Cương à, bình tĩnh đi con. Chú Thiết, ba nghĩ là có ba về rồi mà không bị thương tích gì hết. Hả? Ruby. Vậy hả? Chị hai. Ruby. Chị hai. Ruby. Ruby hai. Em có sao không? Hả? Em đã đi đâu? Em có biết em làm cho chị hai lo lắm không? Em xin lỗi chị hai. Con xin lỗi ba. Thằng khốn, mày đưa Ruby đi đâu? Mày có biết Ruby là ai không? Mày dám bắt cóc cô ấy tại cái nhà này. Anh Bằng không có bắt cóc em. Chính anh Bằng là người đã cứu và đưa em về nhà đó. Ruby, em phải biết phân biệt người nào là người xấu, người nào là người tốt chứ. Dương Dũng, Ruby đã nói như vậy rồi, anh còn làm khó người ta nữa hay sao? Em không thấy vô lý sao Kim Cương? Tại sao Ruby bị bắt cóc cả tuần nay không ai biết, mà chỉ có hắn ta biết thôi? Rồi đưa gì đây đúng đúng như vậy? Anh càng nghĩ càng thấy khó hiểu đó. Anh Cao Bằng, cậu tìm được Ruby ở đâu vậy? Dương à, cả tuần nay con âm thầm theo dõi Ruby, cho đến ngày hôm nay con thuyết phục cô ấy quay về. Khi cô ấy nghe tin Kim Cương lo lắng quá mà phát bệnh. Nói vậy là Ruby tự ý bỏ nhà đi hay sao? Con xin lỗi ba, tại con nghĩ không phải là con gái của ba, cho nên con mới bỏ đi để không phiền lòng mọi người. Ruby à, em khờ quá à. Chị Hà đã nói rất nhiều lần với em rồi, em là em gái của chị và mãi mãi là em của chị, biết chưa? Chị ơi. Chú à, chú thử nghĩ đi, tại sao Ruby bỏ đi đâu không ai biết mà chỉ có một mình Cao Bằng biết? Chú không thấy vô lý sao? Thôi đủ rồi. Anh Dũng, tại sao anh cứ đổ tội cho anh Bằng vậy hả? Ruby đi đâu làm gì đều sẽ cho anh Bằng biết, bởi vì Ruby vô cùng yêu quý anh Bằng. Anh hài lòng chưa? Em Dũng, bình tĩnh đi. Dù sao cô ba đã về nhà an toàn rồi, mày đừng kích động nữa, có được không? Dũng, em biết mà, anh sẽ không làm cho em thất vọng. Cảm ơn anh. Không có gì. Nói cho chị biết đi, thời gian qua em đã ở đâu và làm gì hả? Ruby à, Ruby, Ruby, bình tĩnh đi. Tao làm gì để cô ấy tức giận chứ? Mày có nhìn thấy cái bản mặt của Cao Bằng không? Rất là đáng nghi ngờ. Có khi nào Cao Bằng tự bắt cóc Ruby rồi tự đưa cô ấy trở về để lấy lòng của Kim Cương không? Tao nhớ là hồi đi học á, tính tình mày phóng khoáng lắm mà, sao bây giờ mày đa nghi quá vậy? Đa nghi cái gì chứ, chỉ là bây giờ Kim Cương chỉ biết có một điều, Cao Bằng là người cứu mạng em gái của mình. Dĩ nhiên cô ấy không để mày làm ân nhân của cổ tổn thương được. Mày càng làm dữ với Cao Bằng thì Kim Cương sẽ càng giận mày hơn. Nhưng mà bây giờ việc mày cần làm là làm sao cho Kim Cương vui trở lại. Mặc dù Ruby đã trở về nhà, nhưng mà tâm trạng cô ấy vẫn còn chưa thoải mái. Không phải là lúc nào mày cũng muốn làm cho Kim Cương vui lòng hết hả? Cố lên.
Anh, anh vô hồi nào mà sao không nói cho em biết vậy? Lâu rồi vợ chồng mình không ở bên nhau. Em cứ nghĩ căn phòng này chỉ là phòng của riêng em thôi chứ. Em nói đi, một tuần qua em đem ruby giấu ở đâu? Anh nói gì vậy? Anh vô đây không phải vì nhớ em mà là chất vấn em sao? Đừng tưởng em làm chuyện gì mà tôi không biết. Ruby cũng là con gái của tôi. Dù tôi có yêu quý nó hay không, tôi cũng không để cho bất cứ ai chạm tay làm tổn thương nó. Anh vì nó mà vô đây để gây khó dễ cho em sao? Anh cũng biết con gái của anh là người như thế nào. Nó tự ý bỏ nhà đi thì có liên quan gì tới em chứ? Ruby tự bỏ nhà đi, sao em biết? Ờ, thì có gì lạ đâu. Con bé đó từ nhỏ tới lớn đã không có một chút lễ phép. Nó muốn đi thì đi, nó muốn về thì về. Nó có coi ai ra gì đâu. Cô giáo của Ruby cho biết đã nhiều lần liên lạc với em, nhưng em đã từ chối trách nhiệm của người giám hộ, không muốn hợp tác với nhà trường. À, phải, em đã làm như vậy đó. Rồi sao? Em có phải là mẹ ruột của nó đâu mà bắt em phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của nó chứ. Lúc em bước vô căn nhà này, em đã hứa với tôi điều gì? Em quên rồi sao? Em đã hứa với anh là em lo lắng cho các con. Nhà anh cũng thấy đó, hai đứa nó luôn hướng về mẹ của nó, có bao giờ nó để ý gì tới em đâu mà bắt em phải chăm sóc và lo lắng cho tụi nó. Anh à, tại sao vì chuyện nhỏ như vậy mà anh lại lớn tiếng với em chứ? Tôi sẽ thuê người chăm sóc cho Ruby. Chính em tự gạt mình ra khỏi danh phận bà chủ nhà này. Em đừng có hối hận. Nè, anh nói cái gì vậy? Em có lỗi lầm gì đâu mà anh tước bỏ quyền làm chủ của em. Anh trả lời em đi, anh nói cho em biết em có lỗi lầm gì chứ. Cao Mặn tiếp tục tránh né mình, bởi vì như vậy sẽ khiến cho cả hai trái tim cùng đau đớn. Cậu hài lòng rồi chứ? Công trình tôi xây dựng suốt mười mấy năm, một tay cậu phá hoại trong phút chốc. Đồ khốn kiếp, cậu có biết cậu đã làm gì không hả? Bà chủ à, tôi không có gì để nói hết. Những chuyện tôi gây ra, tôi sẽ gánh chịu trách nhiệm. Gánh chịu sao? Một thằng phản bội thì làm gì có khả năng gánh chịu. Những chuyện cậu đã làm giờ chắc đã tới tay ông chủ rồi. Tốt nhất là cậu chuẩn bị tinh thần mà trả lời ổng đi. Nhưng tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, giết chết con kim cương và đoạt lấy viên kim cương xanh, sau đó trở về Hồng Kông để chịu tội. Hy vọng siêu đoái công đó có thể chuộc tội cho cậu. Ngay từ đầu là tôi nên biết người tôi không đáng tin trong nhà này.
ngoài bà ta ra còn có cả anh nữa. Kim Cương à, hãy nghe tôi nói cái đã. Anh nói cái gì? Anh muốn nói là tôi nghe lầm câu chuyện của anh và bà ta chứ gì? Hay anh muốn mất thêm bớt nữa giết chết tôi luôn để chôn vùi tội ác của mấy người hả? Kìa, Kim Cương à, anh không muốn làm hại tôi em. Tôi muốn nghe. Tôi đã từng nghĩ bỏ hết tất cả mọi thứ sau lưng đi cùng anh đi tìm hạnh phúc. Khi tôi tìm thấy những bức tranh anh vẽ tôi ở ngay trong phòng của anh, lúc đó tôi đã tự nhủ với chính mình, ngoài anh ra tôi sẽ không yêu thêm bất cứ người nào nữa. Kìa, Kim Cương à. Thật ra các người là ai? Tại sao các người lại bày trò lừa gạt này? Vì băng thì tiếp cận ba tôi, còn mục tiêu của anh chính là tôi chứ gì? Đồ giả dối, đồ lừa gạt. Kim Cương à, Kim Cương, buông ra. Kim Cương, buông ra. Kim Cương, anh buông tôi ra. Nếu không ba tôi xuống đây, tôi sẽ giạch mặt các người. Buông ra. Kim Cương, Kim Cương, Kim Cương, Kim Cương, Kim Cương, Kim Cương. Cô ấy đã không muốn nói chuyện với mày rồi, tại sao mày còn ép cô làm gì? Đây không phải là chuyện của mày, buông tao ra. Mày dám động tới cô ấy, tao sẽ lấy mạng mày. Tại sao anh lại là kẻ lừa dối em? Tại sao? Tại sao? Không thể nào như vậy. Không thể nào như vậy được. Tại sao mối tình đầu của tôi lại như vậy chứ? Kim Cương, em à, em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Kim Cương à, em đừng có khóc nữa. Anh sẽ đưa em về nhà. Không sao đâu. Kim Cương à, Kim Cương, Kim Cương, Kim Cương. Đừng xen vô. Mày nghĩ chuyện này tao không xen vô được sao? Mày mà còn dám động tới Kim Cương, hôm nay tao sẽ lấy mạng chó của mày. Mày là gì của Kim Cương? Dừng lại. Mày làm cái gì vậy hả? Thank you.
Cương, Kim Cương, Kim Cương ơi, Kim Cương, Kim Cương, em ở đâu vậy? Kim Cương, em muốn giết anh nữa, anh sẵn sàng giao tính mạng cho em nè. Em ra đây đi, đừng có trốn anh nữa. Kim Cương à, Kim Cương. Kim Cương, uống nước ấm đi, em sẽ khỏe lại. Em cảm ơn anh. Anh nghĩ là lúc nãy anh mà chở em về nhà sẽ khó giải thích với chú Thiết, cho nên anh mới chở em về đây. Một chút nữa anh sẽ đưa em về nhà, em đừng có ngại. Cảm ơn anh. Em thấy trong người sao rồi? Mà em đó, em là cái người bướng bỉnh nhất mà anh từng gặp. Bác sĩ đã dặn em là không được suy nghĩ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Có đúng như vậy không? Sao anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì, và vì sao em khóc? Nếu em muốn, em sẽ tự nói với anh. Tuy nhiên, anh hy vọng là em chỉ khóc vì những điều xứng đáng. Đừng phí nước mắt vào những điều vô ích. Anh có biết không, hồi còn đi học, ai cũng ngưỡng mộ em hết. Nào là em sống trong biệt thự giàu sang, có xe hơi đưa đón, lại có thêm một người cha hết mực yêu thương em. Chuyện đó thì không cần lúc đi học. Ngay bây giờ vẫn có người ngưỡng mộ rồi ganh tị, đó chính là anh. Mọi người đâu biết căn biệt thự đó giống như một chiếc lồng son nhốt kỹ cuộc đời em lại. Em không được tự do giao lưu với bạn, ngay cả khi đi cắm trại hay sinh hoạt hè em cũng khó khăn lắm mới được tham gia. Em cảm thấy cô đơn lắm. Em thực sự rất cô đơn. Nhiều khi em khát khao có được một cuộc sống của riêng mình, theo ý muốn của mình. Chính vì vậy cho nên em mới trở thành một con ngốc, dễ dàng bị người ta lợi dụng và lừa gạt mình. Kim Cương à, sao em lại nói như vậy? Đó là sự thật, không thể nào phủ nhận. Em luôn trở thành mục tiêu của những kẻ lừa lọc. Em biết phải làm sao, em phải tin ai trong cuộc sống này? Anh hãy trả lời cho em biết đi. Cậu đánh nhau với Cao Bằng vì chuyện gì? Cậu rảnh lắm đúng không? Hay nhà tôi chứ đủ phiền? Thưa chú, thực sự con đâu có muốn đánh nhau với hắn. Nhưng mà con người này, con thực sự không thể nào tin tưởng nổi. Con sợ để Kim Cương đi chung với hắn, chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện. Ai nói với cậu tôi để cho Kim Cương gần gũi với Cao Bằng? Dạ, không ai nói. Nhưng con thấy Kim Cương với Ruby rất là thích hắn. Dương Dũng, cậu vô căn nhà này từ lúc còn nhỏ, cậu có nhớ không? Dạ. Tôi từng tuổi này
con người tốt xấu như thế nào, tự bản thân tôi sẽ nhìn ra và sẽ có cách đối phó với mỗi người. Từ bao giờ tôi không còn là trụ cột của gia đình này để cho cậu thay tôi quán xuyến mọi việc trong nhà như vậy hả? Dạ cô không dám. Nhưng mà... Để tôi biết, cậu và Cao Bằng gây hứng với nhau thêm một lần nữa, tôi sẽ tước quyền ra vào biệt thự Diamond của cậu mà không cần một sự giải thích nào hết. Cậu hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Nhưng mà còn Kim Cương... Kim Cương thì sao? Lúc nãy con vào đây lo cãi nhau với Cao Bằng, cho nên Kim Cương đi ra ngoài rồi. Bây giờ con không biết là cô ấy đi đâu. Trời đất, tôi thiệt không hiểu nỗi của người cậu. Đi đi, đi tìm con gái của tôi về đây. Ngồi đó làm gì nữa? Đi đi. Dạ. Em có người bạn rất thân, đó là âm nhạc. Bên cạnh đó em còn có Ruby. Vậy em hãy nghĩ đến những điều đó để tìm kiếm niềm vui của mình. Cũng may em còn có Ruby và âm nhạc, và sau này còn có Kim Uyên để có thể chia sẻ với em. Nhưng mà em vẫn cảm thấy mình ngốc lắm. Nếu em không quá nặng về tình cảm thì đã không 3-4 lần bị lừa như vậy. Sinh mạng em gặp nguy hiểm, để biết bao nhiêu người phải lo lắng cho em. Tất cả cũng chỉ vì em mà ra hết. Đã là con người thì không ai có thể sống như gỗ đá được. Em coi trọng cảm xúc của mình, không có gì là sai hết. Có thật vậy không, anh Vĩnh An? Ừ. Hồi nãy em nói thiếu rồi. Điều may mắn của em không chỉ có Ruby, Kim Uyên, âm nhạc, mà còn có cả anh nữa. Không biết tại sao mỗi lần gặp chuyện buồn, khi kể cho anh nghe xong, em cảm thấy trong lòng em thoải mái lắm. Vậy khi nào cần á thì anh sẵn sàng cho em mượn bờ vai. Em muốn khóc bao lâu cũng được, anh không tính phí đâu. Em đâu có mít ước dữ vậy, chỉ là hồi nãy em hơi xúc động chút xíu thôi. Vậy bây giờ em thấy thoải mái chưa? Nếu em thấy thoải mái rồi á thì anh đưa em về. Chú Thiết mà phát hiện ra em không có ở nhà thì có khi chú đã điều một đội quân đi tìm em cũng không chừng. Em cảm ơn anh. Nếu anh không đưa em về đây mà chở em về thẳng nhà, chắc giờ này em rất khó xử, vì em không biết phải giải thích với ba thế nào. Em không muốn ba nhìn thấy em rơi nước mắt. Em thương ba lắm. Kim Cương à, không chỉ có ba em đâu, còn có một người không bao giờ muốn nhìn thấy em rơi nước mắt. Em có biết người đó không? Sao rồi? Anh đừng lo cho em nữa nha. Thiệt tình, hết lần này tới lần khác em cứ lăn ra xỉu trước mặt anh. Em nói sai rồi. Làm gì có chuyện lăn ra trước mặt anh. Chính xác là ngất xỉu ở trong cánh tay của anh nè. Kim Cương, em có nhớ đã hứa với anh chuyện gì hay không? Lúc em đưa anh tới gặp mẹ em ở trong chùa, anh đã hứa với bà là sẽ bảo vệ cho em, tuyệt đối không để cho em chịu bất cứ tổn thương nào. Anh An, em... Thật đó, Kim Cương à, anh muốn anh sẽ là người lau nước mắt cho em,
mỗi khi em buồn. Em có đồng ý không? Em xin lỗi. Hiện giờ em không có tâm trạng để trả lời anh chuyện này. Không sao đâu, anh sẽ chờ. Anh có thể chờ đợi cảm xúc chân thật nhất quên. Chuyện gì không em? Chị hai, sao chị hai cứ nhốt mình ở trong phòng hoài vậy? Ba lên công ty rồi, dì Hà Băng cũng không có ở nhà. Mà chị hai, hình như là anh Cao Bằng muốn gặp chị hai đó. Chị hai, chị hai, bộ chị hai không muốn gặp anh Cao Bằng hả? Ruby à, em nghe chị hai nói đi. Kể từ bây giờ, cả anh Cao Bằng và dì Hà Băng, em không nên tiếp xúc với hai người đó nữa, nhớ chưa? Sao vậy chị hai? Bộ chị hai giận anh Cao Bằng hả? Hay là chị hai có chuyện gì khác? Ruby à, em đừng có hỏi nhiều nữa. Ngoài ba và chị ra, em không được quyền tin tưởng bất kỳ ai hết. Nếu thương chị, em phải nghe lời chị, đừng có thắc mắc nữa, biết chưa? Chú ba vẫn chưa biết chuyện đó. Tôi sợ sẽ không giấu được lâu đâu. Để lộ ra, cả tôi và anh đều phải chịu kỷ luật. Tôi thấy cũng hơi căng đó. Chúng ta không phải là những kẻ vô nguyên tắc, nhưng mà có những tình huống bắt buộc phải linh động thì không thể nguyên tắc được anh Phát à. Sao mà tôi không biết? À, Vĩnh An, có một chuyện tôi thắc mắc từ rất lâu, nhưng mà không tiện hỏi. Anh đối với con gái của bố già là quan hệ sao vậy? Quan hệ sao? Là sao? Anh đang tính ám chỉ điều gì đây? Tối qua tôi thấy anh và cổ ra khỏi nhà của anh. Tôi sợ chạm mặt, tôi không dám để lộ thân phận, nên đành phải quay về nhà. Có một chút sự cố cho nên tôi mới đưa cô ấy về nhà tôi nghỉ tạm. Anh đừng có suy diễn bậy bạ đó nha Phát. Tôi chỉ muốn giúp người thôi. Ý đồ của tôi là hoàn toàn trong sáng đó. Anh không cần giải thích với tôi đâu. Nhưng mà có một điều tôi muốn khuyên anh, đừng có dướng vô chuyện tình cảm. Anh phải nhớ anh là ai. Anh và con gái của bố già không thể nào có kết quả được đâu. Cấp trên muốn anh khép lại hồ sơ về buôn lậu, rửa tiền, trốn thuế, bảo kê trái phép của tổ chức bố già Thiết cầm đầu. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ cơ sở để bắt ông ta đền tội. Còn những chuyện khác anh không nên ép mình. Cấp trên sẽ triển khai phương án khác, anh không được dính líu tới. Tôi hiểu mà. Anh về nói lại với chú ba, cho tôi xin ít thời gian nữa. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, tôi xin khép lại chuyên án bố già Thiết. Lên đây, thưa ông chủ.
Tôi đã lo liệu hết rồi. Tôi không đẹp có tiếng ở Ý, rất gần nhà người quê của tôi. Chỗ ăn chỗ ở không thành vấn đề, rất an ninh và cao cấp. Chúng ta có thể sắp xếp cho Kim Cương một vệ sĩ đưa đón mỗi ngày. Như vậy chắc ông chủ sẽ không còn lo lắng nữa, phải không? Hoàn tất thủ tục rồi sao? Kim Cương nó muốn Ruby cùng đi du học với nó. Chú bổ sung hồ sơ cho Ruby giùm tôi. Thôi vậy cũng được. Có hai vợ con qua đi cùng càng thêm vui và yên tâm hơn. Tôi sẽ nhanh chóng bổ sung hồ sơ cho cô ba theo ý của ông chủ. Làm người cha như tôi tính ra cũng vô dụng. Con gái yêu quý của mình mà năm lần bảy lượt gặp nguy hiểm đến tính mạng. Giờ vì sự an toàn của nó mà phải gửi nó đi học xa. Tôi tự thấy nhục nhã cho bản thân mình quá. Ông chủ đừng nói vậy. Tôi thấy ông chủ đã hết lòng lo lắng cho con gái của mình. Chỉ vấn đề là cái thứ quá rỉ gì mà bọn chúng muốn tìm đến ông. Chắc chắn không phải là bắt đầu từ mối chốt công việc làm ăn của ông chủ. Chú cho đàn em xử không dấu vết tất cả những đứa nào dám thò tay chạm vào sự an toàn của cô gái tôi. Làm liền đi. Được, chỉ đó ông chủ cứ yên tâm. Tôi sẽ tạo một chuyến hàng với giá thuê cao ngất ngưỡng, sau đó cào vài bánh ma túy vào số hàng đó, rồi ngấm ngầm báo cho công an biên giới biết để tống cổ bọn chúng, để bọn chúng không có ngày quay về. Làm như vậy khỏi đổ máu, mà bọn chúng cũng biến mất khỏi đời này. Khá lắm, tôi có lời khen chú đó. Sau vụ này tôi sẽ chuyển cho chú 5 tỷ đồng. Không cần đâu ông chủ, tôi chỉ cần một lần được diễn kiến viên Cương Cương xanh đó là đủ rồi. Nhưng tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, giết chết con Kim Cương và đoạt lấy viên Kim Cương xanh. Không, không, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Kim Cương à, em sao vậy? Đừng nói nữa. Kim Cương, Kim Cương, em có sao không? Em không khỏe chỗ nào, để anh đưa em đi bác sĩ nha. Em không sao đâu, em chỉ hơi mệt một chút thôi. Em muốn lên phòng nghỉ trước, anh đừng có lo cho em. Bài nhạc này hay lắm nè, chị Hai đánh cho em nghe đi. Bây giờ chị không có tâm trạng, để hôm khác đi. Dạ cũng được. Chị Hai, hôm bữa chị Hai nói với em á là dẫn em đi ăn kem rồi đi xem phim nữa, hay là hôm nay hai chị em mình đi đi Hai. Cuối tuần sau đi nha, bữa nay chị mệt lắm. Chị xin lỗi, chị lên phòng trước nha. Chị Hai lên nằm nghỉ chút xíu, chiều mình sẽ đi ăn kem và đi xem phim nha. Dạ em biết rồi, chị Hai lên nghỉ đi. Vô đi. Con chào chú. Cậu ngồi đi. Dạ. Cậu đang bận rộn vì phải làm giấy tờ pháp lý cho tòa nhà Ruby. Vậy mà còn gọi cậu tới đây. Cậu không thấy ông già này làm phiền phức tới cậu chứ? Dạ không sao đâu chú.
Tại con cũng có chuyện đang tính vô đây gặp chú. Vậy sao? Cậu nói chuyện của cậu trước đi. Dạ, con xin lỗi nếu con đã xen vào chuyện gia đình chú. Nhưng mà qua những chuyện xảy ra gần đây, con thấy tình hình của Kim Cương rất là nguy hiểm. Kẻ thù của chú thì có mặt ở khắp mọi nơi, với những thủ đoạn mà chúng ta không thể lường trước được. Kim Cương thì lại quá sôi nổi, khó mà ngăn cản cậu đứng yên trong mọi hoàn cảnh. Đó cũng là chuyện làm tôi đau đầu mấy hôm nay. Chưa tìm ra được lối thoát. Bây giờ không chỉ Kim Cương không an toàn, mà ngay cả Ruby cũng không an toàn nữa. Chú à, một mình Dương Dũng khó bề mà ngăn cản được Kim Cương bay nhảy. Cho nên con tính xin chú. Cậu có muốn làm vệ sĩ cho con gái tôi? Dạ, cứ coi như vậy cũng được. Con muốn thay phiên với Dương Dũng để bảo vệ Kim Cương và cả Ruby nữa. Chú đã coi con như người trong nhà, cho nên con cũng muốn hành xử như là con cháu trong nhà. An toàn của Kim Cương và Ruby là trên hết. Tụi con muốn lo công việc này để hỗ trợ cho chú tập trung lo cho công việc. Tất nhiên là tôi không có lý do gì để phản đối hết. Cậu gọi cho Kim Cương cho nhận nhiệm vụ liền đi. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở cậu. Dạ, cảm ơn chú. Em nghe nè. Alo. Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Em đang dẫn Ruby đi siêu thị. Nó thích thú nhồi bông lắm. Hả? Em đưa Ruby ra ngoài mà không có ai theo bảo vệ à? Nói cho anh biết em đang ở siêu thị nào. Em đang ở siêu thị ở gần nhà nè. Ở đó đi, anh tới liền. Xong chưa chị hai? Em thích con gấu này hả? À, không phải là em thích, mà là em thấy nó khác lạ so với những con gấu khác, cho nên em ôm vậy thôi à, không có mua đâu. Sao vậy? Nếu mà em thấy thích đó thì chị hai sẽ mua cho em. Thôi, ở nhà em nhiều lắm. Hai đi. Dạ chào hai chị. Chị ơi, dạ. Tính tiền cho em con này. Cho em gửi. Cảm ơn chị. Dễ thương quá. Chị cho em gửi. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn. Chị hai, ít quá. Mai mốt quá, hai mua nhiều nhiều cho em đấy nha. Rủ thằng đại ca của mày vận chuyển một món hàng từ biên giới về đây. Tao sẽ trả cho tụi mày 5 tỷ đồng, đủ cho tụi mày làm ăn sinh sống ở chỗ khác. Mày bỏ phi vụ con gái của bố già đi. Nếu không, mày sẽ bị bọn đàn em của Trung Mẻo cắt cổ, hoặc bị công an tó đó biết chưa. Mày nhớ đó. Tại sao mày biết? Tao cũng biết nhiều hơn mày tưởng. Người ta đang chuẩn bị cho ló dạng viên kim cương giả. Mày và thằng đại ca của mày chỉ cần chờ nhào vô cướp đúng không? Chết không dạng xác nghe con. Tụi nó gắn bẫy sẵn chờ tụi mày rồi đó. Vậy bây giờ sao? Bây giờ theo tao ra ngoài kia lấy 100 triệu. Sau khi hoàn thành xong phi vụ về tới Sài Gòn, tao sẽ giả 4 tỷ 9 còn lại. Ok. Anh chị Sang. Chị Cương. Chị hai. Đây. Chị hai có sao không chị hai? Anh coi. Chị hai. Có đau lắm không?
đau lắm không? Chị không sao. Em có sao không? Rát chút thôi. Nhưng mà sao anh lại tới siêu thị vậy? Anh đã xin chú Thiết bổ sung phụ Dương Dũng làm vệ sĩ cho em. Mà em đó, em thật sự không biết sợ sao? Có quá trời người muốn lấy mạng em. Em sinh ra ở trên đời này bị lỗi gì rồi? Em cảm thấy mình quá phiền phức cho người khác. Em đúng là thứ không nên có mặt trên đời này mới phải. Em nói gì lạ vậy? Em có cha mẹ sinh, em nói vậy không sợ chú Thiết đau lòng hay sao? Chứ anh nghĩ coi, em đã làm cho mọi người có ngày nào được bình yên đâu. Tại sao chúng cứ săn lùng em, để cho ba em phải bảo vệ em, trông chừng em và lo lắng cho em. Cuộc sống của em như cầm tù, ngay cả tiếng đàn cũng không bay lên được. Em hỏi anh, em còn sống có ý nghĩa gì nữa, có vui vẻ gì nữa? Kim Cương à, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em đâu. Anh tốt với em quá. Nhưng anh sẽ không lừa gạt, không lợi dụng tình cảm của em chứ. Em sẽ rất đau khổ nếu như anh cũng vậy. Anh có hiểu không? Mà sao em lại nghĩ như vậy? Gần đây em phát hiện, không phải chỉ có kẻ truy đuổi em mới là kẻ xấu, mà ngay cả những người ở bên cạnh rất gần em, cười nói với em hằng ngày cũng vô cùng đáng sợ nữa. Chị Hai ơi, dính cá rồi nè. Chị Hai lại coi nè, em câu được cá rồi. Đâu? Wow, Ruby giỏi quá. Ruby giỏi quá. Ruby giỏi không? Giỏi. Ê, bị dướng rồi, bị dướng rồi. Để anh. Vô mở cửa. Chị Hai. Dễ thương ha. Thích lắm. Em ra ngoài từ sáng mà anh gọi điện em không nghe máy. Em xin lỗi, em để quên máy trong túi sách. Mà tại siêu thị ồn ào nên không nghe thấy tiếng chuông. Anh tìm em có chuyện gì không? Có thứ này anh muốn cho em xem. Em đi suốt nguyên ngày nên hơi mệt, để mai được không? Không được, anh đã chuẩn bị từ chiều tới giờ rồi. Kim Cương à, em phải nghĩ tới công sức và tâm lý của anh. Mà nghe anh một lần có được không? Chuyện hôm nay tao sẽ tính sổ với mày sau. Vì bữa nay là thời khắc quan trọng, bắt đầu từ ngày hôm nay mày không được phép tới gần Kim Cương nửa bước. Wow, Hai ơi, ở đây nhiều bóng bóng quá kìa. Đẹp quá à. Đẹp quá ha. Kim Cương. Em rất thích bong bóng đúng không? Anh nhớ hồi nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn, chỉ cần em nhìn thấy bong bóng là em hết khóc liền à. Hôm nay anh cố tình làm những cái bong bóng này để tặng cho em đó, em có vui không? Em rất thích. Nhưng mà anh không cần phải làm tới mức này đâu. Dù sao em cũng cảm ơn anh, người anh trai tốt của em. Anh sống bên cạnh của em bao nhiêu năm nay rồi, chẳng lẽ em không hiểu tình cảm của anh dành cho em hay sao? Anh không muốn làm anh trai của em. Anh muốn em làm bạn gái của anh.
Em đã cười rồi. Cuối cùng em đã cười rồi. Anh Dũng à, đây là lúc mà em thấy rõ nhất anh là người đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em và lo lắng cho em từng chút một. Thậm chí ngay cả việc em thích bong bóng từ nhỏ anh cũng còn nhớ nữa. Kim Cương à, có những chuyện giữa chúng ta không cần nói những lời này đâu. Cái điều mà anh muốn nghe, chẳng lẽ em không thể nói cho anh nghe được sao? Em hiểu, em hiểu những gì anh đã làm hôm nay. Bong bóng nè, hoa, mọi thứ ngày hôm nay rất là đẹp và lãng mạn. Em không có nghĩ là mình lại có diễm phúc được nhận những điều như ngày hôm nay. Em thực sự rất cảm ơn anh. Đó là lời nói thật lòng của em đó. Nghĩ kỹ lại thì câu nói cảm ơn này hình như là lần đầu tiên em nói với anh ha. Em xin lỗi, em vô tâm quá. Không sao đâu. Dù cho em có cảm nhận được hay là không cảm nhận được, anh cũng không quan tâm. Quan trọng là em hiểu, lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh em và bảo vệ em. Anh xem đó giống như là sứ mạng của mình. Anh Dũng, em rất quý anh và thương anh. Từ nhỏ em đã từng mơ ước có một người anh trai, người đó sẽ luôn bảo vệ, quan tâm và chăm sóc cho em. Có lẽ là linh hồn của mẹ em ở trên trời đã đọc được suy nghĩ của em, cho nên là mẹ đã đưa anh tới để làm người anh trai đúng nghĩa của em. Không, anh không muốn điều đó. Nhưng mà đó là sự thật, đó là cảm giác thật nhất của em đó. Hôm nay em rất là vui, những muộn phiền của em coi như tan biến hết rồi. Anh trai, anh là người đàn ông tốt nhất ở bên cạnh em. Em xin lỗi. Chuyện gì mày? Chắc kiểm tra giấy tờ thôi mà, không sao đâu. Mời anh xuất trình giấy tờ xe cho chúng tôi kiểm tra. Đồng chí, kiểm tra. Chào anh. Chúng tôi được cảnh báo sẽ các anh chở hàng lậu, đề nghị các anh xuống xe cho chúng tôi kiểm tra. Chuyện gì vậy? Dạ, công an muốn kiểm tra xe. Rồi. Có chuyện gì vậy mấy anh? Chào anh. Chúng tôi được cảnh báo sẽ các anh chở hàng lậu, đề nghị các anh cho chúng tôi kiểm tra. Tôi nghĩ chắc có hiểu lầm gì. Không hiểu lầm gì hết. Các đồng chí, lên. Hiểu lầm thôi mà mấy anh.
Tướng Nghiêm! Tướng Nghiêm! Lại! Giơ tay lên! Cầm chỉ, cầm hắn lại! Tôi có làm gì đâu, bắt tôi! Tôi hiểu làm gì thôi! Thả tôi ra! Tôi không có gì đâu mà! Các anh bắt nhầm người rồi! Tôi có làm gì đâu! Buông ra! Buông ra! Chuyện gì vậy? Hả? Tôi không biết cái gì hết! Tôi không biết! Tôi... Anh Bảo, Tú Mèo, các người đã bị bắt! Tao với mày bị lừa rồi đó Bảo! Chết chắc rồi! Ngu quá! Dũng, mày uống rượu ở công ty, chú Thiếp mà nhìn thấy là phiền phức lớn đó. Dũng, để yên đó. Mày tỉnh táo lại đi. Đây là nơi làm việc. Tại sao mày cứ như vậy? Trong căn phòng này. À không, nói đúng hơn là cả công ty này đều là ngụy trang. Mày thừa biết mà. Bây giờ tao có chơi gái hay là uống say xỉn tại căn phòng này cũng chả sao. Kim Cương mà nhìn thấy mày như vậy sẽ không vui đâu. Không lẽ mày muốn cổ có cảm giác hối hận thì mày mới vừa lòng hay sao? Mày quan tâm tới Kim Cương từ khi nào vậy? Tao nói cho mày biết, chỉ có tao mới có quyền chăm sóc cho cô ấy. Mày là cái thá gì mày dám xen vào chuyện của tao hả? Mày sai rồi. Khi nào mày tỉnh táo, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Tao nói cho mày biết, mày mới dám đụng tới cô ấy, tao không tha cho mày đâu. Xin lỗi, tao không thể làm theo ý của mày. Mày... Con đang làm gì vậy? Ba, con đang nghĩ tới đề tài mới để sáng tác nhạc thôi. Ba không cho con ra ngoài, con ở nhà hoài chắc buồn lắm hả? Con biết ba chỉ muốn bảo vệ an toàn cho con. Con sẽ không bướng bỉnh cãi lời ba nữa. Ba đừng suy nghĩ nhiều nha ba. Con hiểu tấm lòng của ba dành cho con. Đây, con xem đi. Chú Trung đã chuẩn bị sẵn cho con hết rồi. Chú ấy đang tiến hành lo giấy tờ bổ sung cho Ruby luôn. Hai chị em con sẽ sống bên nhau. Ba, chuyện này là sao? Con đã đồng ý đâu? Ba đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Muốn chị em con được an toàn thì buộc lòng ba phải xa các con một thời gian. Nhưng con chỉ muốn ở Việt Nam. Con thật lòng không muốn xa ba. Ba không muốn xa các con chút nào hết. Nhưng con đừng có buồn. Lâu nhất chỉ vài ba năm thôi mà. Đợi ba giải quyết xong mọi chuyện, ba sẽ đón các con về. Ba biết là con không thể chấp nhận được ngay, nhưng ba sẽ cho con thời gian để suy nghĩ. Hứa với ba,
là con sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này. Nghe con.